khôn cuộc đời bằng những đóa hoa mùa xuân, hãy hôn loài người bằng cả đôi môi tươi thơm, và hãy ngân lên đồng nàng khúc nhạc yêu thương, và hãy hân hoan đón chào mùa xuân đến trong ta. Em đã giấu mùa xuân trong làn tóc mây, có phải em đã giấu mùa xuân trong đôi mắt bia, và em đã giấu mùa xuân trong làn môi thơm, trong nụ cười hồng tỏa nắng hay hay. Hôn cuộc đời bằng những đóa hoa mùa xuân, hãy hôn loài người bằng cả đôi môi tươi thơm, và hãy nâng lên nồng nàn khúc nhạc yêu thương, và hãy hân hoan đón chào mùa xuân đến trong ta. Em đã giấu mùa xuân trong tà áo xanh, có phải em đã giấu mùa xuân... Bến đổi ngồi, bến đổ ngồi. Cảm ơn em. Đây, chào nhạc sĩ Việt Trãi. Mình cũng mới có cái clip dù anh kiểm ao cho nên nó chụp lên á, cho nên nó chụp lên á. Cái này chắc nó không ngạc gì đó, sao trong này không thấy gì hấp dẫn ta. Rồi quay ra chị bây giờ nói là các bạn nào, nhà thơ nào, các làng thơ nào dám đi du lịch Việt Nam chung với tôi không? Làm đâu thì bạch có thí nghiệm. Đó, đi qua đó cử 3 tháng trăng bọc về là an toàn, là coi như ta về là nước Úc ha. Đi trong chơi hết Vũ Hán, họ thiếu cái thiết bị đi hết Hồ Bắc mà về mà an toàn là coi như là ta dập mình. Corona chỉ để tôi xin làm lâu cho bạn đi qua đó để thí nghiệm cho lạnh nước mát trước là $100.000. Bây giờ anh đấy xin đồ đàn đấy mà phải có nàng thơ nào làm chuột cát nó mới đi thôi, chắc nhờ Vĩnh Lộc ấy hết mọi người với anh chị em coi chuột bạch đó là đi. Mình không lớp cái gì nó không cái nhỏ thôi cũng được để gọi là đúng không? Cái đường chuyến bay đặc biệt chở qua đó là đi ra 3 tháng về mạnh mẽ là coi như là tuyên bố là hết dịch. Không nhận dịch này ghê thiệt tê liệt mọi thứ luôn á. Tôi dám nói về á, cái con đi lúc đó mà lên tới chợ lên tiếng gặp mấy cái thằng mà lên đó đó, nó quay bỏ đi bóp liền tắm giác. Mày nói chuyện gì không? Em đã giấu mùa xuân trong tà áo xanh. Ồ, dấu vàng 3/9 ở trong cái góc này chết cha. Mùa xuân cho mây vàng quét sân. Và em đã giấu. Không á, thưa em không có quay anh. Sao? Nói lại. Thôi mà Đậu ơi. Bây giờ nói gì đây? Giả sử nhưng mà điều đó nó đúng sự thật á. Thì phần hưởng đó là của tất cả chúng ta. Rồi. Những người như nhau. Chấp nhận đi. Nhận vậy nha. Nhưng mà còn một cái tờ giấy số trong túi của anh Dũng thì suy nghĩ sao? Tờ giấy số đó là em nhờ anh Dũng giữ giùm. Rồi. Khi mà trúng thì anh Dũng đưa lại cho em. Rồi. Anh Dũng có đồng ý không? Ok. Trời ơi, làm nhau thì mình chấp giùm thôi. Thì đúng rồi, đàn anh nói vậy là mình ok. Nếu mà lỡ tao sơ ý nó vô máy giặt thì tao cũng vậy. Tiêu luôn. Tiêu luôn. Cái đó là thôi hả? Vô máy giặt. Khoan xin lại hai anh này. Đâu sao? Còn mình đưa lại em vô máy giặt luôn rồi. Đưa lại em rồi nó cho lại bao nhiêu thì cái đó luôn. Có cái cầu đó nè. Lại bước. Đó, tại vì bọc nặng kỹ quá trong cái này. Mình lại quá. Tình anh trong những bồi hồi trên lối đi về, rực rỡ một trời hoa. Trên lối đi về, rực rỡ một trời hoa.